Bà con, ai đang gặp vấn đề về kim cương đến shop tôi cam kết chữa khỏi 100%. Nhân dịp khai trương shop JimmyTV.com tặng miễn phí kim cương hàng ngày lên đến 1 triệu kim cương, tăng tỷ lệ trúng 9.999 kim cương siêu nhiều. Link shop mình để dưới phần mô tả nha mọi người. Chào tất cả bạn đã đến với channel của mình. Mình chính là JimmyCoolTel. Mình xin bộ là trước khi bắt đầu video này, các bạn đừng quên để lại cho mình một like, một share và nhớ nhấn luôn cái nút đăng ký để cho kênh channel của mình đạt được 700k subscribe sớm nhất nha mọi người ơi. Trời ơi, hôm nay mình là khó chịu trong người rồi, không biết tại sao nữa. Từ sáng mình cũng vậy là mình đã khó chịu lắm luôn á mọi người. Thôi đi ra cho mấy con cừu ăn để cho đỡ khó chịu. Hôm nay chuồng cừu của mình lạ nhờ, tự nhiên có thêm con màu đỏ, con màu xanh kìa. Ôi ôi ôi, cái chuồng nó bị cái gì rồi? Ôi, hai con màu đỏ màu xanh này kỳ vậy. Thôi để mình lấy lúa cho cừu ăn nè. Màu đỏ màu xanh ăn đi. Ủa, mình nhớ chuồng mình đâu có làm gì có con màu đỏ màu xanh được ta. Ôi ôi, đừng có giết cừu. Hai cái con nè nha. Cái cừu mới hả? Ăn cừu đâu rồi? Quả quả lo chị. Quả quả tức thiệt chứ, tụi nó còn giả danh cùng cừu của mình đó. Giờ nó quậy cái chuồng cừu của mình. Bây giờ mình phải sửa lại chuồng cừu thôi mấy bạn ơi. Many many minutes later. Cuối cùng thì mình cũng đã sửa xong lại cái chuồng cừu của mình rồi mọi người ơi. Bây giờ cừu thì nó bỏ đi ra ngoài hết luôn chứ. Nhắm lại mình tỉnh lại, mình không sao cả. Ủa, hello em ơi. Trời, sao nhìn tức giận vậy? Không phải tức giận nha, người ta đã bình tĩnh rồi nha. Nè. Ơi, ok. Kiểu vậy đó. Trà sữa với em không? Trà sữa có ngon không? Trời ngon, Phúc Long mới ra loại mới á. Ok, vậy thì đi. Những trà sữa cho bắt nấm nè. Trà sữa không ngon thì giận Abby nè. Dạ. Em chắc chắn Phúc Long là ngon nhất ở đây rồi còn gì nữa. Cái gì mà còn uống trà sữa? Ủa, tiếng ai vậy? Ủa, đâu ra vậy? Ủa, đâu ra vậy? Trà sữa kìa, trời ơi. Ủa, đâu ra vậy? Mà con uống trà sữa, mặc quạo vậy kìa. Trời ơi. Lạ. Tôi là cái chi? Ai mà đánh? Ai đánh tôi? Người đó mập. Đánh đi. Bị khùng hả? Không được quạo mấy bạn ơi, không được quạo. Ôi, thôi vậy cho cái mặt cọc vậy. Không có nha. Cọc dữ vậy. Mình đã hẹn rồi mà tụi nó cứ ghẹo bên ngoài nha. Nó tặng ly nè, tặng ly nè. Ok. Thôi tôi đi về. Chút la đà, la tới la lui, la thành mập thúi. Trời ơi. Tức quá à. Tức ghê luôn á mấy bạn ơi. Tụi nó cứ chọc bên ngoài à, phun lửa luôn rồi nè. Cái mặt nổi nè. Bình tĩnh đi. Đi về nhà. Nhâm ơi. Cái gì nữa vậy? Qua đây đó, đi về đây. Rất là đặc biệt và đặc biệt bà đây. Đúng rồi, chị có một bà là xin lỗi vì đã có lỗi như hồi nãy. Thì ra là biết lỗi của mình mà nhận là tốt đúng không mấy bạn? Đương nhiên rồi. Đúng rồi. Tôi xin lỗi và tôi có món quà này đặc biệt dành tặng cho bà luôn. Món quà gì? Làm đi quay. Đây, tôi thấy là cần gạt này và bà sẽ thấy một điều bất ngờ nha. 3, 2, 1, 1, 3. Ủa, nhà tôi đâu? Ta, cho chị đi. Trời ơi, cái nhà của mình tuốt ở trên trời kìa trời. Không hả? Cái nhà tắm gì quay? Sẽ được ở trên trời. Quay, quay, quay. Ở dưới đất nữa, yeah. Ủa, bị điên rồi hả? Thôi xin lỗi Jimmy nha. Thôi cùng cầu lên, lên kia tay cũng được á Jimmy. À, lấy rồi. Ôi, mình phải nói là mình siêu tức giận luôn rồi đó mọi người ơi. Hai cái đồ con trai kỳ cục. Ui, đâu rồi? Không được quạt. Bớt nóng lại. Trời ơi, sao hôm nay mình tức giận quá vậy trời ơi. Trời ơi, bây giờ trên người mình đã hiện hai cục tức giận luôn rồi nè mấy bạn ơi. Tức thiệt chứ. Hello cục vàng. Vàng cái gì mà cục vàng? Trời ơi, hôm nay ai ghẹo mà tức giận gì lửa búng tờ lưa vậy trời. Tụi mấy thằng Huy với Chi nó cứ ghẹo tôi hoài. Nó bảo tôi mập như cô heo. Rồi nó bảo cái này, nó bảo cái kia, nó phá chuồng cừu của tôi luôn rồi. Không trời, nhìn trời, cái chuồng cừu của tôi kìa. Mấy thằng này đáng tội chết, đúng không? Đúng rồi. Thôi mà bây giờ mình vui lên đi. Mình vui mình mới cu te dễ thương được, hiểu không? Nói cũng hợp lý đó. Thì thôi, đỡ quạo lỡ rồi nè. Rồi, bây giờ bà rảnh không? Hả? Làm gì vậy? Đi theo tôi đi. Có chỗ này nè, tôi hẹn mọi người qua đây cắm trại giờ chơi vui lắm. Đó, nè, có mọi người đây nè. Hello, ủa, hello chị Dâm. Ủa, hello bà. Wow, con cá không? Thịt đâu cho tôi câu ơi. Không biết mình thử dựng mai mình có câu được con cá nào không nữa để mình test thử. Nào,
đây 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 đâu đi trời ơi có con nào đó nó nổi trên cái thuyền trời. Trời ơi chưa câu được con cá nào. Ê, thôi đây 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 giật giật ôi ôi sao chị vậy vậy hello 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 tụi em mới tới đây nè, chị Dâm đây cho chơi chút xíu thôi. Chơi chút xíu thôi, gì mà chơi chút xíu toàn là quậy chồng cho người ta giận không à. Tôi muốn tạo bất ngờ, giờ hết bất ngờ rồi thôi. Vậy coi coi như là hòa nha. Ừ nha. Trời ơi vậy thì gọi chơi đi. Thôi đi, Dâm ơi qua đây. Đúng tôi rồi. Có mừng quà tặng cho bà nè. Các bà vui liền luôn. Wow. Dâm ơi bộ đồ bộ đồ con bò này tôi gắn cái đầu của bà lên nữa. Đó hiện là cu te quá. Trời ơi cu te vậy, cu te vậy. Ai đã thử này. Quay 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 nhanh nhanh thôi. Đúng rồi đúng rồi. Ôi dưới ngoài. Đây được bộ đồ rồi. Ok cảm ơn nha. Mấy thằng này ôi nó cứ ghẹo mình hoài vậy. Trời ơi cục đó giận trong người mình thành nhiều cục luôn rồi. Đỡ quạo không được quạo không được quạo nữa. Đúng rồi thiện tay thiện tay đúng rồi. Tay. Đi đâu chơi đi. Đâm môn đi 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 quá bà. Thôi bây giờ qua nhà tôi chơi đi bà. Đây. Ở nhà bà có gì vui không? Chơi. Trời ơi, làm bánh, làm bánh, làm bánh. Quá tôi muốn mát một chút. Anh đi tắm đi, đi tắm đi, đi tắm đi. Luôn. Thôi đi bơi đi, đúng rồi, hợp lý rồi. Ôi ôi, đi đường kia mới qua được. Trời ơi, cái cửa còn bị kẹt nữa. Trời ơi, là trời. Đây nhà ngu dốt thiệt chứ. Sao bên đây mới qua được. Trời ơi, đi vô nữa cũng không hết lửa luôn. Trời ơi, Jimmy hôm nay tức giận dữ trời. Nó canh người ta đã khó chịu trong người giờ nó còn ghẹo nó làm cho người ta quạo, người ta quạo. Sao người ta giận như thế này nè. Thầy tụi nó mới bắt đầu. Xin lỗi. Sao mà người ta giận như thế này? Người ta giận như thế này. Bực bội tụi nó lắm luôn. Thôi, không bực nữa nha, không bực nữa nha. Kem nè chị. Rồi, Jimmy, 500 ly kem đi. Wow, kem nè ngon. Ly kem tửa nữa nè. Ăn thịt chết hả mày, mày ăn dữ vậy. Ôi, hai kia. Ủa gì vậy? Chơi. Lỡ đây làm gì nữa? Ở đây làm gì nữa? Ở đây làm gì? Ừ. Lỗi. Lỗi. Là tôi muốn qua, tôi muốn xin lỗi Jimmy vì đã phá nhà. Jimmy vì đã chọc giận Jimmy. Giờ ngày không tin nữa, giận rồi. Bây giờ tôi sẽ làm cái căn nhà của Jimmy từ trên trời xuống dưới đất liền luôn. Ủa nha. Không được. Ủa nè. Ủa nè. Đi Mày ơi. 3, 2, 1 xuống. Ủa tao mất tiêu luôn rồi. Mất tiêu rồi. Ủa lại nè chạy. Cảm ơn nha. Nhưng mà chơi đâu phải nhà này đâu. Không phải. Cái nhà này hả? Vậy được rồi mày. Không cần nữa mày. Ừ được rồi. Vậy thôi được rồi. Nghe chỗ khác đi. Ok lại nha. 3, 2, 1 mất tất nha. Ủa gì vậy? Ủa không mất ta. Kỳ vậy. Làm gì vậy? Trời. Ok. Đây làm chỗ khác. Bây giờ chơi xuống. Rồi. Vậy. Đây vậy. Mất hẹn. Bình tĩnh ăn chay đi, bờ ăn chay không được tái sanh, không được tái sanh. Many minutes later. Ôi Jimmy bây giờ cái mặt kinh dữ rồi, tức giận rồi. Ngon lắm bây. Giờ làm sao mà cho dịu xuống bây giờ? Không biết. Vậy đâu mà tỉnh dậy rồi. Ôi, ai đâu rồi. Vậy mạng lửa, cái ăn cũng mạng lửa nữa rồi. Ôi trời ơi. Mình sẽ đi phá nhà tụi nó lại mọi người. Mình sẽ cho nhà tụi toan luôn. Bình tĩnh đi. Mày có nhọc hoài đó. Phá nhà nó đi chứ bà lợi. Chết rồi. Nhà của mày đó dỡ hậu quả đi. Đó nhà của Hachi nè. Đó, 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 đó
Trời ơi. Thì cũng xả được cục giận ra rồi. Tỏ tức ghê á. Mình đã vui rồi. Trời ơi, thả quạo rồi. Chị, chị. Ủa, vui mà sao lửa nè. Lửa gì? Hết rồi nè. Ủa, hết rồi kìa đây. Ủa? Trời ơi, giờ hết rồi. Ôi, giờ chị dâm vui rồi. Đứa chạy sửa rồi. Ai tụi bay coi chừng sao đó nha. Lê nó còn dám liêu liêu tôi nữa kìa. Này, bỏ chạy đi. Dù gì mình cũng xả được cục tức rồi. Không cần quan tâm tụi nó nữa. Đi chơi rồi. Mình một like một xe nha. Trời ơi, tôi tức giận mà tôi muốn phun trào cái núi lửa trong người tôi do ngu quá trời. Nghĩ sao mà đối xử với một người con gái cu te hụt mấy xí mũi như mình như vậy đó mấy bạn. Trời ơi, còn bây giờ thì bye bye xì cha. Nhớ nhấn nút đăng ký nha mọi người ơi.